Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình xin test một cái con lọc hàng B3 Beta 3. Đấy, một cái con lọc hàng bãi xịn anh em nhé, chứ không phải là hàng mới ở trên thị trường. Đối với cái hàng này thì nó là hàng chính hãng của B3 Beta 3 anh em nhé. Nên anh em yên tâm, mình có thể bảo lãnh cho anh em được về cái vấn đề này. Đây là cái dòng lọc xì B3 hàng bãi xịn, có chất âm rất là tốt ở trên thị trường. Bây giờ mình sẽ thử qua một số cái tính năng, như là khi con lọc này có cái đặc biệt là khi mình mở cái volume của nó về gain hết là tiếng nó hết luôn anh em nhé. Đấy, đây là khi bỏ lọc này, bỏ con lọc này. Đấy, còn đây là khi mình đang sử dụng lọc thì cái lọc nó sẽ là điều chỉnh bằng cái con chiết áp này. Đấy. Nó có các cái giải tần đây anh em nhé. Đây có các cái giải tần này. Anh em nhìn ở dưới đây. Out là 250Hz này. Đây. Đấy, vừa đây. Một cái chỉnh bass, một cái chỉnh tép. Bass đông bass sâu nhé. Anh em nhé, 31 cần từ đánh số từ 25Hz đến 20.000kHz, 2 tần là 2 kênh A và kênh B, có mã hàng là EQ2231 Graphic Equalizer. Đấy, hàng bãi xịn luôn. Đây test cho anh em lên cùng xem. Đấy, tính năng của con này thì nó không có công tắc anh em nhé, bật lên là nó chơi luôn. Mình sẽ thử một đoạn nhạc nữa cho anh em. Karaoke cho anh em nghe thử nhé. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Alo, 1 2 3 4 5 6. Lê, 1 2 3. Anh em có thể sử dụng con lọc này để chống rít này. Ví dụ như nó rít ở tầng số nào, anh em được kéo lên đây. Đấy, kéo lên đây. À, sử dụng từng cái body micro mic kia này. Lê 1 2 2, Lê 5 6, Lê 6 6, Lê 1 2, Lê 5 6 6. Đấy, cái này là dễ dít nhất này. Lê 1 2, Lê em có thể để nó xuống một chút. Lê 1 2. Ok, một kênh nhá, anh em có thể chỉnh sang kênh thứ hai ở chiếc loa bên kia. Lê 1 2, Lê 5 6, Lê 1 2. Để xuống. Lê Lê 1 2. Lê chắc là chết hơn rồi. Lê 1 2. Lê 1 2. Lê Lê 1 2. Lê 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 1 2. Lê. Đấy, là cách chống rít cho anh em nhé. Đấy, rất đơn giản khi sử dụng bộ lọc này. Có nghĩa là hai cái loa này là một đôi, nhưng mà cái vị trí đặt loa cũng như là cái mic nó hướng vào đâu thì nó tùy cái phòng, thì anh em sẽ có cái cách này chống rít khác nhau để không nhìn nhầm. Con này là 12k mà con này cái tần số rít của nó là ở 10k. Đấy, anh em thấy sự khác nhau chưa? Đấy, 10k.
đi 1 2 3. Đây là cái ứng dụng để khi mình dùng hát karaoke thì sẽ có lọc oxy để có thể cải thiện cái độ chống rít cho bộ dàn nhà mình. Xem và nghe tiếp một đoạn nhạc nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đóng gửi đi cho bác nhé. Bác này là bác Thiện ở trong Vũng Tàu. Tất cả các bác đã quan tâm đến sản phẩm hàng bãi xịn của Loxy V3. Bên em đang còn rất nhiều những sản phẩm khác em nhé, anh có thể quan tâm thì hãy truy cập lên website nghĩaliu.com. Rất là nhiều các sản phẩm khác em sẽ cố gắng cập nhật lên website cho anh em. Và anh em có thể qua fanpage của Nghĩa Audio để được tìm hiểu những sản phẩm khác em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo.